Rồi lỗi kỹ thuật nhỏ nhỏ anh em nhé. Đấy, nút phát này mà không lên nữa thì thôi bác giờ đi về. Không chơi giờ con mà chiến với bác nữa. Qua đây em nhé. À tại chỗ là phải chờ gió nó qua một cơn rất là đẹp. Đấy, chờ nó lên như này thôi. Cân hơn rồi anh em ạ. Cân hơn rồi các bạn nhé. Chứ không ngỏ được lên nữa đâu. Thì quá mắt quá. Gió bóc cũng chưa hết quả. Giờ biết rồi anh em ngặt đi. Ngặt đi anh em ơi. Quay. Sửa leo mà con này nó vẫn dễ leo sao không? Thôi cả, thả thêm tí dây cả nó đây. Ôi trời ơi. Tôi chuyên mục dừng ở đây em nhé. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Tạm thời thế này là mình nói chung là chiếc giò này mình sẽ phải sửa lại một chút anh em ạ. Thả giò này không được như mong muốn cho lắm. Ngày hôm nay giò này đang hơi đẻo một tí. Video của mình đến đây kết thúc nhá. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video rất nhiều. Nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh, một chia sẻ video giúp mình thêm nhiều động lực ra những video tiếp theo. Thì video ngày hôm nay không được minh mặn cho lắm. Hẹn tất cả anh em video sau nhé. Rồi thì